Hay là món cá hồi bánh mì nha. Đừng có bỏ chạy mà. Bỏ chạy là không được nữa. Đi lên. Hãy thổi lên cho nó vàng. Rồi thôi cho cá hồi vào. Ăn để đi nè, quay lên đi, hát vô vô, đừng có né, đừng có chạy à mày. Hai rồi thêm một miếng này vô nữa, thêm một miếng này vô nữa rồi ra đây luôn. Mày để cái gì mà sao nó giống hai con giấy con cu. Bữa ăn đạm bạc. Ờ, có nhiêu đó thôi. Ờ, đi thẳng nó miếng bánh mì rồi. À, thôi coi hôm nay có gì vậy? À, cá hộp, hành, trứng, phô mai, thêm phần bánh mì, miếng nước cương. Rồi, bây giờ thử đi. Ngon không nè? Ờ, hết miếng. Ngon quá. Món ăn quá đơn giản, ai cũng có thể làm được. Rồi, à, giảm miếng này coi. Ngon quá. Bây giờ xong rồi phải không? Bây giờ còn cái gì nữa? Hình như còn thiếu một món. Gì ta? Nước, uống gì? Ngon. Biến một phát đi. Đây, nước ngọt đây. Ồ, đã à. Thói quen nha, khó bỏ nha. Này đường nhiều không ấy nha. Khói bốc lên. Biển coi. Uống thử trước coi. Thời nó đã khác. Muốn coi. Ăn đi. À, thử coi, nó này là món cá ba cô gái sốt hành trứng phô mai. Ngon, không có từ gì nữa kìa, có một. Làm miếng trứng rồi, kèm miếng bánh mì vô. Hai miếng bánh mì vô. Chấm miếng nước tương nữa. Nhiều vô, ăn đi, ngon. Ngon. Món cứng rồi, thắng vô mai luôn. Đúng rồi. Anh này lấy đi. Đây miếng nước tương nữa à. Ừ, nó đỏ. Giật 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 mấy cái nữa. Con đúng. Bánh mì. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ con ổi mì thử luôn đi. Rồi, tiếp tục. Đỏ không? Đỏ trời. Ngon thì dễ không? Quá dễ. Lên này là cũng ăn được không? Quá được luôn. Ok luôn. Cái gì mà không dễ. Có cái này ngon. Thôi muốn nữa. Chấm miếng khổng lồ. Đau quá. Miếng trứng ăn cho nó đã.
Lạ. Không biết là cô gái. Má ăn rồi, giờ uống thêm miếng nước cho. Có năng lực ăn tiếp. Thơm ngon tới giọt cuối cùng. Trộn mấy cái bụng bánh mì. Đây, tới ăn nước trứng với cá. Thơm mà ngon. Đã, hết sảy rồi. Không còn là gì để nói nữa. Tới mình làm món ăn gì được. Đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Phù hợp cho đầy đủ chất dinh dưỡng. Ăn thì phải lăn vào bếp.